Ok, chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tracker đây. Thì tiếp tục với cái chủ đề là review và mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất của trong cái tựa game Lockfood nha mọi người. Thì như cái tiêu đề của video thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục share đến cho mọi người một cái phiên bản hack mới nữa trong cái tựa game Lockfood này. Sẽ giúp cho mọi người có thể cày được level này, cày được tiền trong cái app của mọi người ha. Và đặc biệt là cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người là nó sẽ sử dụng được trên điện thoại nha mọi người. Đây thì như mọi người có thể thấy là mình đang sử dụng trên điện thoại nè. Đó. Và đặc biệt á, là cái bản hack này á, thì những máy bạn nào mà có cấu hình thấp á, thì mấy bạn vẫn có thể sử dụng được ha. Nó rất là mượt luôn mọi người ạ. Nhưng đặc biệt một cái nữa là nó sẽ có hầu như là full tính năng nha mọi người, full những cái tính năng chính cho mọi người cần thiết. Chẳng hạn như là những cái tính năng mà auto farm level là chắc chắn có rồi nè, teleport này, rồi ESP này, rồi những cái tính năng đánh boss này, đánh quái rồi các thứ là có hết nha mọi người. Đó, và đặc biệt là cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người á, là nó sẽ bật tắt được luôn ha. Đó, đây mọi người hãy thấy có cái logo hình chữ M trên màn hình mọi người nè. Thì khi mà mọi người ấn vào thì nó sẽ bật. Ấn vào thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt nha mọi người. Và cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người là của bên Maru X Hub nha mọi người. Đó, Maru X Hub. Thì bây giờ thì mình sẽ test sơ cho mọi người xem về cái bản hack này. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể cài đặt chi tiết được cái bản hack này. Và link cái script của bản hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả, cộng với lại cái clean giọt nước V3 luôn nha mọi người. Thì chút mình sẽ hướng dẫn mọi người cài sau. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua cho mọi người nghe về cái bản hack này có những chức năng gì ha. Rồi thì đầu tiên là ở phần main. Phần main là chúng ta sẽ có những cái chức năng là chẳng hạn như là auto farm level là cái này chắc chắn có rồi. Auto xe còn xe này. Đó, auto xe còn xe thì nói chung có rất là nhiều cái auto thì mọi người về mọi người có thể test thử. Đó, auto xe còn xe này, rồi auto hit xe này, rồi auto farm ball có luôn nha mọi người, có auto farm ball với lại auto farm candy luôn nha. Cái candy theo mình được biết là kẹo mọi người, thì cái chức năng farm kẹo này hình như là nếu mà mình nhớ không nhầm là nó sẽ có hồi cái đợt Halloween đợt trước á mọi người. Đó, thì bây giờ là mình không biết là kẹo còn không nha. Đó thì nếu mà còn thì nó vẫn có thể farm được nha mọi người. Đây chức năng auto farm ball với là farm candy là chung ha. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có luôn chức năng auto Evo Ray 2. Đó, Evo Ray 2. Rồi thì kéo xuống tiếp là chúng ta sẽ có những cái chức năng là auto boss hunky nè. Thì cái này á nó hơi bị giật khi mà mọi người kéo, mọi người ở dưới thì nó sẽ có những cái chức năng là auto farm Rengoku này, auto boss haki rồi tùm lum, nói chung rất là nhiều. Đó thì nói chung là những cái chức năng auto ở dưới mình nghĩ là mọi người không có cần cho lắm đâu, chủ yếu là mọi người cần những cái chức năng là auto farm level nè. Đó thì đó là trong cái phần main. Rồi tiếp theo là ở star thì cái này mình nghĩ là mọi người cũng đã quá là biết rồi, thì cái này là cái chức năng tự động tăng chỉ số cho mọi người ha. Đây chẳng hạn như là cái chỉ số của mình hiện tại là mình đang có ba cái điểm kỹ năng mà mình chưa có tăng, thì mọi người muốn tăng ở đâu thì mọi người bật lên. Thì chẳng hạn như mình muốn tăng cái cận chiến là cái melee thì mình bật lên, đó là sẽ tự động nó tăng. Đó mọi người thấy không, nó tự động nó tăng lên nè. Chẳng hạn như mình muốn trong cái quá trình thi đấu á, thì nó sẽ tăng đồng đều cho melee này, Denfen này, Sewer này, David Foot này, mình sẽ bật lên. Đó mình sẽ bật bốn cái này lên, thì mình muốn là trong quá trình nó chiến đấu á, thì nếu mà có chỉ số thì nó sẽ tự động nó rải đều qua bốn cái này. Đó, đó là chức năng tăng tăng chỉ số ha. Thì mấy bạn muốn nó tăng một lần nhiều cái thì mấy bạn có thể nhấn vào đây rồi mấy bạn điền vào đó ngay cái chỗ ball nè. Đó thì chẳng hạn như ở đây mình muốn một cái thôi thì mình sẽ để số 1. Rồi tiếp theo là teleport. Thì teleport hầu như là nó có teleport phương đảo rồi mọi người ạ. Đây island này thì mọi người ấn vào, đó ấn vào thì nó sẽ ra tất cả các đảo để cho mọi người có thể teleport lại. Đó tất cả các đảo luôn nha. Đó thì sau khi mọi người nhấn vào xong thì mọi người chỉ cần chọn thôi, chẳng hạn như mọi người chọn đảo Skyland 3 này, mọi người nhấn vào rồi mọi người bấm vào cái star thì nó sẽ lập tức nó sẽ di chuyển mọi người tới Skyland 3. Đó quá là đơn giản luôn. Thì phần teleport này mình nói nhanh quá ha, thì nói chung là mọi người cũng đủ quá là biết rồi. Tiếp theo là phần player. Player có nghĩa là mọi người sẽ cận chiến ha, mọi người sẽ chiến đấu với lại bên kia. Rồi player đây, ở dưới đây chúng ta sẽ có luôn cái phần farm auto farm bounty nha mọi người. Đó có rất là nhiều cái chức năng auto farm. Rồi thì ở phần play này thì mọi người click vào đây để mọi người select đó, select player đó, mọi người sẽ chọn ha, sẽ chọn ai. Chẳng hạn như mọi người chọn cái bạn Roblox này thì mọi người click vào, rồi mọi người nhấn star thì nó sẽ tiến hành nó dịch chuyển tới đó, nó sẽ tiến hành nó đi dịch chuyển, nó đi đánh bạn đó ha. Đây weapon thì mọi người sẽ chọn vũ khí của mọi người. Mọi người nhớ là mọi người phải nhấn vào cái hình hình mũi tên thì nó mới ra những cái sự lựa chọn ha. Rồi chẳng hạn như ở đây mình chọn katana, rồi mình nhấn vào star thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển lên cái bạn Roblox này để nó đánh. Còn nếu mà mấy bạn muốn coi coi là các bạn này đang làm cái gì thì mấy bạn chỉ cần tích vô đây. Đó,
thì nó sẽ tự động nó coi coi là mấy bạn nó đang làm cái gì ha. Rồi thì nếu mà mấy bạn muốn dùng những cái skill chẳng hạn như là cận chiến đồ cái thứ thì mấy bạn bật cái auto kill player này lên đó, thì mọi người tích cái này rồi mọi người nhấn vào cái chữ star là lập tức nó sẽ di chuyển nó đánh các bạn này đó. Rồi tiếp theo là Dungeon là trong đây mình sẽ có những cái chức năng là auto farm này, auto nest island này, auto kill aura này, auto farm Dungeon này đó, rất là nhiều auto buy chip này, mua cái gì này đó, mọi người có thể thấy ấn vào đây là có rất là nhiều cái chip luôn đó, hầu như là full chip, chip xin này, chip đắt này, chip led này, chip wake này, nói chung là tiếng Anh của mình là vô hạn rồi mọi người ạ, mình đọc rất là dở luôn thì mọi người thông cảm ha. Rồi thì nói chung á là mình đọc sơ qua cho nó nhanh thôi đó. Shop này, shop thì ở đây thì nó hầu như là nó bán full rồi thì mọi người có thể mua tất tần tật vậy đó. Đó đây có ra rình này, có ESB này, có Buso Haki này đó. Thì mình nghĩ là cái shop này thì có cũng có khá là nhiều bạn không có cần lắm đâu thì mình sẽ lướt sơ thôi đó. Đây là phần shop ha, thì nó còn ở dưới nữa mọi người ạ. Đó nó còn ở dưới nữa. Rồi tiếp theo là David Food. David Food thì mình nghĩ là có khá là nhiều bạn cần, tại vì cái này là nó sẽ tự động random trái cho mọi người đó. Thì mấy bạn muốn random trái thì mấy bạn chỉ cần bật cái chỗ là auto random food nè đó, tích lên là nó sẽ tự động random trái. Rồi không biết mình được trái gì đây. Ô, mình được trái quay mọi người ạ. Đó mình được trái quay auto random food. Rồi mọi người muốn nó tự cất cái trái này vô kho đồ thì mọi người nhấn auto store food, đó là sẽ tự động cất vô, cái kho đồ mình đầy quá thì cất không được thôi đó. Auto drop food thì drop food là có nghĩa là nó sẽ tự động nó bỏ cái pho cái trái ấy, mọi người vừa random ra ha. Rồi auto buy food spinner đó, sniper chứ, thì mọi người tích vào đây thì nó sẽ tự động nó mua gì đó đó, nói chung rất là nhiều. Rồi cái phần mid, phần mid là chúng ta sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là auto loot nữa nha mọi người đó, có luôn chức năng auto loot này, invisible là tàng hình. Rồi return rồi ở dưới nữa. Ở dưới thì hiện tại là máy mình nó bị ngáo mọi người lít không được. Đây có ESP nha mọi người, hầu như là có full ESP ở dưới á. Thì do là cái máy mình nó bị ngáo một tí nó lít không được mọi người. Đây để mình lít thử xem. Đây có ESP nè. Đó có ESP play nè, ESP chat được cái thứ nha mọi người. Rồi thì nói chung là đó là những gì mà trong cái bản hack này mà mình muốn mang đến cho mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể auto farm level cho mọi người để có thể treo ha. Rồi thì để auto farm level thì đầu tiên á mấy bạn sẽ tiến hành mấy bạn đây mấy bạn kéo lên. Đầu tiên là mấy bạn nhớ là mấy bạn phải tích vào cái ô auto set bomb boy giúp mình. Cái ô auto set bomb boy này có nghĩa là khi mà mọi người tích vào cái ô này, mọi người có di chuyển qua cái đảo khác á thì nó sẽ tự động nó spam boy mọi người ngay cái tại cái đảo đó luôn. Thì mọi người chết á là mọi người sẽ hồi sinh ngay cái đảo đó luôn ha. Đó, nó sẽ không có quay về cái đảo cũ, tránh cái tình trạng là mọi người phải đi lại từ đầu. Đó, khá là ngon với lại cái auto set spam boy này. Rồi, tiếp theo là xe weapon. Weapon thì nãy mình nghĩ là mọi người biết rồi, weapon là nó sẽ chọn vũ khí ha. Mọi người nhấn vào ngay cái mũi tên nè, đó thì nó sẽ ra cái lựa chọn cho mọi người. Chẳng hạn như ở đây là mình đang có là vỏ tân binh này, katana này, đó có là spike food nữa này, spin food thì mình sẽ chọn spin food đó. Rồi mình sẽ chọn một cái print mod này, print mod tích vào đó, print mod. Rồi print mod rồi thì mọi người sẽ nhấn vào cái chữ là auto farm level, thì chỉ cần nhấn vào một phát một thôi là nó sẽ tự động nó đi nhận nhiệm vụ luôn đó. Thì mọi người nhớ là mọi người phải chọn vũ khí ha. Rồi đây mình nhấn vào auto farm level cho mọi người xem. Đó, tự động nhận nhiệm vụ, tự động đi đánh nè. Quên mọi người ạ, cái trái mình đâu có dùng được đâu, quên. Đây, mình sẽ tắt nó. Rồi, mình sẽ di chuyển qua vũ khác. Bây giờ chém đau quá mọi người. Rồi, thì vũ khí mình sẽ chọn là katana ha. Đó, rồi mọi người tích lên nè. Rồi, tích lên xong nó sẽ tự động đánh, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ tự động nó đánh này. Đó, đánh rất là mượt luôn nha mọi người. Đó, thì nó đứng ở trên nó đánh là ở dưới sẽ không có đánh được ha. Đây mọi người hãy thấy là ở dưới hiện tại nè. Và đặc biệt là cái bản hack này nó sẽ gom lại một lúc là 4 cho tới 5 con nha mọi người. Đó, 4 cho tới 5 con để đánh mọi người. Thấy nó chém rồi, gần chết hết rồi nha mọi người. Đây, đây, đó, chết hết rồi sẽ tự động nó bay lại, nó đi nhận nhiệm vụ nè. Đó, tự động nhận nhiệm vụ xong nó sẽ tự động teleport lại, nó đợi nó đánh tiếp. Mọi người thấy là cái tốc độ mà nó di chuyển đó mọi người rất là nhanh. Rất là nhanh luôn mọi người á. Hầu như là theo kiểu là nó dịch chuyển tức thời luôn á. Mình thấy cái tốc độ mà nó lại nó nhận nhiệm vụ rất là nhanh luôn. Đó, có điều nó đánh thì hơi chậm một tí ha. Nó đánh thì hơi chậm một tí, cũng không có chậm quá đâu mọi người ạ. Nó chỉ chậm một tí thôi. Tại vì do là cái này là dành cho máy yếu á, thì mình nghĩ là nếu mà đánh nhanh quá thì máy bạn sẽ bị lắc ha. Đó,
Rồi thì ở đây thì chỉ có như vậy thôi. Đó thì mọi người chỉ cần click vào thì nó sẽ tiến hành đấy. Rồi no clip, no clip là gì nhỉ? Đâu, no clip là cái gì ra? No clip là cái gì ạ mọi người ạ? Thì nói chung có rất là nhiều chức năng mình cũng chưa tìm hiểu hết. Đó thì nói chung là cái no clip này nó cũng vậy thôi. Rồi tắt cái no clip đi đi. Đó thì nói chung đây mọi người hay thấy là nó farm level khá là ngon. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn chi tiết cho mọi người cách để mọi người có thể cài được cái clean giọt nước V3 và cách để mọi người có thể sử dụng cái bản hack này nha mọi người. Ok, let's go. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt được cái bản hack này cũng như là các clean giọt nước V3 vào trong cái tựa game Lockfoot mới nhất hiện tại nha mọi người. Rồi thì như ở đầu video mình có nói với mọi người á, thì hiện tại là cái clean giọt nước này á, thì nó đã cập nhật lên V3 rồi nha mọi người. Đó, thì linh tảo cái clean giọt nước V3 mới này á, thì mình sẽ để link dưới phần mô tả ha. Thì những bạn nào trên điện thoại muốn sử dụng cái clean giọt nước V3 này á, thì mấy bạn cứ kéo xuống phần mô tả của mình để cập nhật lấy link nha mọi người. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt được cái clean V3 trước, rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể sử dụng bản hack sau ha. Rồi thì đầu tiên á, thì những bạn nào mà đang có cái tựa game Goblock cũng như là đang cái sử dụng cái clean giọt nước V2 á, thì mấy bạn xóa đi cho mình ha. Rồi ở đây mình đang sử dụng cái clean giọt nước V2 này thì mình sẽ gỡ cài đặt nó đi. Đó, mình sẽ gỡ cài đặt nó đi ha mọi người. Rồi thì sau khi mà gỡ cài đặt nó đi xong á, thì bước tiếp theo là mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống cái phần mô tả của mình để mọi người tải cái file clean giọt nước V3 về cho mình ha. Rồi thì sau khi mà tải xong á, thì tiếp theo nữa là những bạn nào mà trên máy chưa có cái ZA server này thì mấy bạn sẽ tiến hành vào trong cái cửa hàng CH Play để mấy bạn tải ZA server này về giúp mình. Đó thì ở đây là mình đã tải rồi, tải xong rồi thì mọi người mở nó lên cho mình ha. Rồi thì sau khi mà mở lên xong thì đây là giao diện chính của nó. Tại đây thì mọi người sẽ tìm những cái mục download này, mọi người nhấn vào. Rồi thì cái clean giọt nước V3 này á, thì khi mà mọi người tải về thì nó sẽ có tên là clean giọt nước V3 Pro. Thì nó sẽ nằm cái mục download như vậy ha. Và nó sẽ có dung lượng là 116.54 MB nha mọi người. Đó, nó sẽ nhiều hơn cái dung lượng của cái clean V2 đợt trước khoảng đâu đó vài mê á mọi người. Đó, rồi thì sau khi mà mọi người tải về xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ click vào này. Mọi người chọn là cài đặt cho mình ha. Đó, mọi người chọn cài đặt, rồi mọi người đợi chút xí. Đó, đợi chút xíu thì nó sẽ ra cái Roblox như vậy, mọi người nhấn cài đặt cho mình. Rồi thì sau khi nhấn cài đặt xong thì mọi người đợi một tí để cho nó tiến hành nó cài đặt xong nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì hiện tại thì mình cũng đã cài đặt xong rồi. Rồi thì sau khi mà cài đặt xong rồi á, thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người mở nó lên bình thường cho mình ha. Đó, mọi người mở nó lên. Rồi sau đó mọi người đăng nhập cái tài khoản của mọi người vào game rồi mọi người sử dụng hack thôi. Đó, rất là bình thường luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào ha mọi người. Đó, thì nó cũng như cái clean V2 đợt trước thôi, nó cũng không có khác biệt nhiều đâu. Rồi mọi người thì hiện tại mình cũng đã đăng nhập xong cái tài khoản của mình vào rồi nha mọi người. Rồi thì sau khi đăng nhập xong thì bây giờ mọi người cứ vào game như bình thường thôi. Thì vào game xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người get cây ha. Đó, mọi người get cây cái clean giọt nước rồi sau đó mọi người xuống phần mô tả của mình, mọi người copy cái link script mọi người và bỏ vào thôi. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì hiện tại mình cũng đã vào nè. Đó, thì như trên màn hình mọi người có thể thấy thì chắc chắn là khi mà vào thì chúng ta sẽ chọn phe rồi. Thì ở đây mình sẽ chọn phe hải tặc ha. Rồi thì sau khi mà mọi người vào trong tới đây rồi á, thì bây giờ thì ngay màn hình chính của chúng ta, ngay chính giữa thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng giọt nước nha mọi người. Thì bây giờ mọi người ấn vào nè. Đó, mọi người ấn vào thì đây là cái clean V3 ha. Rồi thì bây giờ á, là mọi người sẽ tiến hành mọi người làm cái bước là get cây cho mình ha. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người click vào cái chữ là get cây nè. Đó, thì sau khi click vào get cây xong thì lập tức á, là nó sẽ tự động nó copy cái link get cây cho mọi người ha. Rồi bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trình duyệt rồi mọi người dán nó vào cho mình. Rồi thì sau khi mà mọi người vào trong cái trình duyệt trên máy mọi người á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người dán cái đường link mọi người vừa copy vào ha. Đó, thì mọi người đè này rồi nó sẽ hiện lên chữ dán, thì mọi người nhấn vào thì lập tức là nó sẽ dán cái đường link mà mọi người vừa được copy vào. Rồi mọi người nhấn enter. Đó, thì sau khi nhấn enter xong thì nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang để mọi người get cây như vậy. Thì tại đây mọi người cứ làm theo từng bước thôi. Rồi nhấn là tôi là con người này. Rồi sau khi nhấn xong thì nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó ha. Đó, nó kêu mình chọn những cái bánh này thì mình sẽ chọn ha. Đó, thì sau khi mà mọi người nhấn kiểm tra xong, nếu mà nó tích lên như vậy rồi á, thì mọi người nhấn get cây cho mình. Thì lập tức là nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang web tiếp theo ha. Đó, thì ở cái trang web này á, thì mọi người chỉ cần kéo xuống, mọi người tìm ngay cái chỗ là free access cho mình thôi. Đây mọi người kéo xuống này. Thì mọi người kéo xuống từ từ thì mọi người sẽ thấy có cái phần là free access này. Đó, mọi người nhấn vào free access rồi mọi người nhấn vào dấu X. Rồi sau đó mọi người đợi trong vòng 4 giây ha. Đó, mọi người đợi 4 giây. Rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào dấu X thêm một lần nữa. Rồi sau đó mọi người sẽ đợi cho mình khoảng 5 giây. Rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào cái chữ là free access. Đó, nhấn vào free access thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang là checkpoint 2 nha mọi người. Đây checkpoint 2. Đó, thì mọi người nhớ làm khoảng 3 tới 4 bước thì nó sẽ ra cái khay ha. Rồi mọi người tích vào tôi là con người tiếp này. Rồi nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó. Nó kêu mình chọn con kiến thì mình sẽ chọn con kiến ha. Rồi chọn xong rồi, bây giờ nhấn kiểm tra. Rồi nhấn continue checkpoint 3.
đó thì nó sẽ đưa tới cái trang web giống hồi nãy. Thì tại đây mọi người kéo xuống ngay cái chỗ là free access thì mọi người nhấn vào rồi mọi người nhấn dấu x rồi sau đó mọi người đợi ha. Đó, đợi 4 tới 5 giây rồi sau đó mọi người sẽ tiến hành nhấn dấu x lại thêm lần nữa. Rồi mọi người ở trong cái trạng thái này khoảng 5 giây rồi sau đó mọi người nhấn vào cái chữ là free access. Đó, là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web Checkpoint 3 nha mọi người. Đây trang web Checkpoint 3. Đó mọi người thấy không? Checkpoint 3 nè. Rồi, thì sau khi vào tới trang web Checkpoint 3 như vậy rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào tiếp tục thôi. Tôi là con người này. Rồi nó kêu chọn cái gì mọi người chọn cái đó. Đó, thì nói chung á thì cái clean giọt nước V3 thì nó xài tương tự V2 thôi. Rồi, nhấn gạch này, gạch cây này. Đó, nhấn gạch cây xong đưa lại cái trang web giống y hồi nãy nữa, kéo xuống tìm cái chữ free access cho mình. Đâu rồi? Kéo xuống ha. Đây, free access này nhấn vào rồi nhấn dấu x cho mình. Rồi đợi ha, đợi trong vòng khoảng 5 giây. Đó, đợi xong rồi thì mọi người nhấn vào dấu x. Rồi, nhấn vào free access. Đó, thì sau khi nhấn vào free access xong thì mọi người đợi một tí thì nó sẽ đưa ra mọi người cái trang khay như vậy ha. Đây thì đây là cái bước cuối cùng nha mọi người, thì tới đây á là có nghĩa là mọi người đã có cái khay rồi này. Thì bây giờ mọi người sẽ nhấn vào cái hình kế bên cái khay để mọi người copy cái khay ha. Đó, mọi người nhấn vào để mọi người copy cái khay. Rồi copy xong thì bây giờ mọi người vào lại game ha. Rồi thì hiện tại thì mình đã vào lại game rồi nha mọi người. Rồi sau khi vào lại game xong thì mọi người chọn phe ha. Rồi chọn phe hải tặc nè. Rồi thì sau đó ấy, thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào lại cái giọt nước cho mình. Đây cái hình giọt nước chính giữa cái màn hình này mọi người ấn vào. Rồi thì tại đây á, ngay cái chỗ là bát cây hơ nè mọi người thấy không? Đó ngay cái dòng chính giữa là bát cây thơ nè, mọi người click vào rồi mọi người xóa cái dòng bát cây hơ đó đi cho mình ha. Đó, mọi người xóa nó đi. Rồi sau khi xóa xong thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người đè vào thì nó sẽ hiện lên cái chữ bát như vậy, thì mọi người ấn vào để cho nó dán cái khay mọi người vừa copy vào ha. Rồi sau khi dán vào xong rồi thì mọi người nhấn vào cái chữ là fairy cây kế bên cho mình. Đây mình sẽ tắt cái bảng này. Đây cái chữ fairy cây này mọi người click vào. Đó thì mọi người đợi một tí thì nó sẽ hiện lên cái bảng để mọi người nhập cái script mọi người chạy ha. Rồi mọi người ơi, thì sau khi mà mọi người làm xong những gì mà mình hướng dẫn nãy giờ ấy, thì mọi người sẽ có một cái bảng để mọi người nhập cái script như vậy ha mọi người. Đó, thì sau khi mà mọi người hiện ra được cái bảng như vậy rồi ấy, là tức là nãy giờ là mọi người đã cài đặt thành công cái clean giọt nước rồi. Thì bây giờ ấy, là mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống cái phần mô tả của mình để mọi người lấy cái link script ha. Thì mọi người nhấn vào cái link script đó rồi mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái link... Rồi mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái script rồi mọi người vào đây mọi người dán vào cho mình ha mọi người. Rồi thì sau khi mà mọi người đã copy cái script xong rồi á thì mọi người vào đây thì mọi người sẽ tiến hành đầu tiên á là mọi người sẽ xóa cái dòng welcome to này giúp mình. Đây bằng cách là mọi người sẽ nhấn vào cái hình hùng gác này giúp mình ha. Đây mọi người nhấn vào cái hùng gác nè. Đó là lập tức nó sẽ tự động nó xóa cái dòng welcome cho mọi người. Rồi sau khi xóa xong thì mọi người sẽ click vào này. Đó mọi người click vào rồi mọi người sẽ tiến hành mọi người đè vào rồi mọi người nhấn vào cái chữ bát cho mình ha. Đó thì sau khi mà mọi người đè vào thì nó ra cái chữ dán, thì mọi người nhấn vào cái chữ dán thì nó sẽ dán cái script mọi người vừa copy vào nha mọi người. Rồi thì sau khi mà mọi người dán cái script mọi người vào rồi á thì bước còn lại vô cùng đơn giản luôn. Thì bây giờ mọi người chỉ cần nhấn vào cái hình tam giác này để mọi người chạy cái bảng hát thôi ha. Đây mọi người ấn vào hình tam giác nè. Đó mọi người nhớ là mọi người ấn một cái thôi ha. Rồi thì sau khi ấn cái xong thì mọi người sẽ trên màn hình của mọi người sẽ xuất hiện cái bảng hát Maru Hub nha mọi người. Đó thì cái bảng hát này đây mọi người nhấn dấu x để mọi người đóng cái giọt nước lại. Đó mọi người nhấn dấu x mọi người đóng lại. Rồi đây đây thì cái bảng hát này thì ở đầu video mình đã có test cho mọi người rồi đó. Thì nói chung á là bảng hát này thì hồi nãy mọi người ai thấy là nó khá là mượt ha, hầu như là nó cũng có full tính năng nha mọi người. Nó full tính năng và đặc biệt là nó rất là mượt nha mọi người. Đó, nó rất là mượt và đặc biệt luôn là nó sẽ đóng mở được nha mọi người. Có rất là nhiều bạn kêu mình làm những cái bảng hát mà có thể đóng với lại mở được cho mọi người xem. Thì đây, đây là một cái bảng hát phải đóng mở được bằng cách ấy, là mọi người muốn mở, muốn đóng ấy, thì mọi người nhấn vào cái biểu tượng logo của chữ M ha. Đó, mọi người nhấn vào thì nó sẽ tắt, mọi người nhấn thêm lần nữa thì nó sẽ mở. Đó, khá là đơn giản luôn. Đó, đóng mở vô cùng tiện lợi cho những bạn nào sử dụng điện thoại mà màn hình nhỏ ha. Đó, thì mấy bạn vẫn có thể treo được cái thứ. Rồi, thì ở đầu video là mình đã test sơ cho mọi người xem về những cái bạn, những cái gì trong cái bảng hát này rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bật lại cái chức năng Auto Farm Level cho mọi người xem ha. Đây, thì để bật Auto Farm Level thì đầu tiên là mọi người cần lưu ý giúp mình là mọi người phải tích vào cái Auto Set Spam Boy. Tại vì khi mà mọi người bật cái Set Spam Boy này thì mọi người có qua đảo mới á, thì nó sẽ check boy cho mọi người luôn. Có gì mọi người chết á, thì mọi người sẽ hồi sinh lại trên cái đảo đó luôn ha. Đó, bật lên. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xuống, chúng ta chọn ngay cái chữ là weapon. Weapon ở đây có nghĩa là mọi người sẽ chọn cái vũ khí ha. Rồi thì có nhiều bạn thì khi mà ấn vào cái chữ weapon này nó sẽ không có ra. Cái lý do là mọi người phải ấn đúng chỗ nha. Đây mọi người ấn vào cái hình mũi tên nè. Đó thì lập tức là nó sẽ hiện ra. Thì mọi người ấn ở ngoài đây là nó sẽ không có hiện được nha mọi người. Bắt buộc là mọi người phải ấn vào cái hình mũi tên. Đó, ấn vào hình mũi tên xong thì nó sẽ ra những cái vũ khí mà mọi người đang có. Thì chẳng hạn như đây mình đang có cái cây kiếm katana nè. Đó thì mình sẽ chọn là katana. Rồi chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái ring mod. Đó. Rồi sau khi mọi người tích vào ring mod xong thì bây giờ chỉ còn lại là mọi người chỉ cần tích vào auto farm level.
Đó, đây, mọi người tích vào cái auto farm level là lập tức nó sẽ tự động đi nhận nhiệm vụ nè. Đó, rồi sẽ tự động đánh nha mọi người. Đây, đó mọi người thấy không? Đó, tự động nhận nhiệm vụ, tự động đánh luôn, rất là ngon. Thì đây, mọi người thấy là đánh mất máu nha mọi người. Đó, bản hack này đánh vô cùng ok ha. Đây, đang đánh nè, chờ đánh quá trời đánh luôn mọi người ạ. Đó, thì có những bạn nói là mình làm những cái clip bản hack xài không được. Thì mình cũng nói luôn, thì nếu mà bản hack xài không được đó là do là cái thời điểm đó là bản hack nó bị lỗi nha mọi người, hoặc là game nó đã cập nhật rồi. Chứ cái lúc mà mình quay video đó là hoàn toàn là sử dụng được nha mọi người. Đó, thì video nào bản hack nào mình sử dụng được thì mình mới chia sẻ đến cho mọi người ha. Đó, đây hiện tại nè, hết quái rồi nha mọi người. Đó, chừng nào quái nó hồi sinh ra tiếp thì nó sẽ đánh tiếp. Thì mọi người có thể thấy là một lần nó đánh là sẽ có 4 cho tới đây, một lần nó đánh là 4 con nha mọi người. Đó, 2 cho tới 4 con khá là ngon luôn. Thì đó là những gì mà trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho mọi người. Đó, mọi người thấy thì nó treo rất là mượt. Thì mấy bạn có thể sử dụng cái bản hack này để mấy bạn cày cho level của mấy bạn này, cày tiền cho mấy bạn nè. Đó, đánh là rất là ngon. Trời ơi, đánh quá trời đánh luôn nha mọi người. Đây thì mình sẽ giết 2 con để cho đủ cái số nhiệm vụ ha. Đó, mọi người thấy không? Đó, xong đủ nhiệm vụ thì nó sẽ tự động lại, nó nhận nhiệm vụ rồi đi đánh tiếp. Đó, thì đó là những gì mà trong video này mình muốn gửi đến cho mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người vì đã đón xem video này. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc cho mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.